Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 1, 36 hỗn hợp các chất, trang 56 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi mục 1 của chúng ta gồm có 2 câu. 1. Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị của cốc nước cam thay đổi như thế nào? Từ đó hãy cho biết tính chất của hỗn hợp có phụ thuộc vào thành phần không? Và 2. Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em. Đầu tiên, ta đến với câu hỏi số 1, đó chính là khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị có sự thay đổi như thế nào và từ đó đưa ra kết luận. Đây là hình ảnh cốc nước cam và ta đã biết nước cam là một loại nước giải khát rất ngon và giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C. Chắc hẳn các em ở nhà đã từng pha nước cam đúng không? Và khi pha thêm nước vào cốc nước cam, ta thấy màu cũng như là vị của cốc nước cam sẽ nhạt dần đi. Và cũng chính vì sự thay đổi đó, ta có thể kết luận tính chất của hỗn hợp hoàn toàn phụ thuộc vào thành phần của chúng. Tiếp theo, ta đến với câu hỏi số 2. Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em. Đối với câu hỏi số 2 này, cô sẽ đưa lại hai khái niệm. Đầu tiên là khái niệm về chất tinh khiết. Chất tinh khiết chỉ có một chất duy nhất. Và thứ hai là khái niệm hỗn hợp. Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn vào nhau. Và dựa vào khái niệm đó, cô sẽ đưa ra một số ví dụ. Đối với chất tinh khiết, cô có thủy ngân có trong nhiệt kế, muối tinh, nước cất hoặc là pha lê. Còn đối với hỗn hợp, cô có khí inox, không khí, nước vôi trong và bánh quy. Các em cũng có thể lấy thêm một số các ví dụ khác. Vậy là cô và các em đã trả lời xong câu hỏi mục 1, 36 hỗn hợp các chất, trang 56 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lờiđờihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.